năm 2023, ngành tuyên giáo Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, phương pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong năm, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành gần 1.600 văn bản lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu ban hành 83 văn bản lãnh đạo chỉ đạo định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực, đảm bảo đúng theo tôn chỉ mục đích, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được triển khai tích cực, có hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng thời điểm. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin thêm về kết quả phát triển kinh tế xã hội, tình hình thu hút đầu tư các dự án trọng điểm và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời khẳng định trong thành quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở phân tích một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban tuyên giáo các cấp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, chú trọng tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương của tỉnh, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tuyên truyền xây dựng tỉnh nông thôn mới, các dự án trọng điểm đang triển khai về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, ngành tuyên giáo phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp tài liệu tuyên truyền kịp thời, nhất là các vấn đề nóng, khó, người dân quan tâm. Làm tốt công tác định hướng báo chí, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục có đóng góp đối với các mặt đời sống xã hội, quan tâm xây dựng, lựa chọn, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy lan tỏa giá trị nhân văn của con người Hà Tĩnh. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.